Rồi, cho tôi kể em nó quay lại video tiếp theo tôi em nha. Video này tôi chưa tiêu. Tôi chưa xuống em. Mấy phút nữa rồi. Hả? Năm từ lúc kia. Giờ là 16 giờ 16 anh em nhá. Anh em thử cái nha. Nha. Xong mẹ rồi. Video của tôi đến đây là về nhà anh em nhá. Anh em không biết nghề phụ của tôi là Superman à? Cái ngồi luôn mày răng cửa. Mẻ luôn mày răng cửa. Superman giấu nghề. Nó bóng tàn quá rồi. Kiếm tiền nữa.
sắm lại áo mới. $3.6 một bộ. 30 tiền ship. 10.000 tiền in, 120 cái áo, cả cái quần. 120 trăm sáu tổng là trăm sáu á. Vâng, ship là 30 trăm sáu, nhưng mà nó báo ở đến tay mày là bao nhiêu tiền, nó báo ở bill là 160, nhưng về trả tiền có mỗi 120 thôi. Không biết, em lấy cái áo rồi em thấy cái bill kia là 160, nhưng mà chị kia bảo là mỗi 120. Thế nó còn sướng, nó trả luôn 120. Lấy vâng, lấy bộ trước cũng vậy, chỗ trước là báo là bill 160 nhưng về chỉ mỗi 130. Không biết chị kia nó mù sứ hay gì. Các bill hàng khác vẫn giá bình thường, vẫn như cũ, vẫn như bill báo. Xong chết mẹ rồi. Người chai tự ướt và cho tạm. Người chai tự ướt vào thay xăng. Để mày khoai sống rồi đội mũ này. Sao phải đội mũ? Không đội thì cút đi bộ. Nhỉ? Không có giao thông đâu. Bộ quay nhà với nhà 2 tiếng là vừa. Ok, luôn nhỉ? Ok. Ok, không phải đội rồi. Không. Nhưng mà đi lâu. Để đập chai rồi. Chất phết nhỉ? Cái mỏ đúng không? Người dân đi phượt thì nhiều. Không biết cái mỏ của nó anh vứt đâu. Không. Hả? Đây chắc là cái chắc không có cái chuối này. Chắc chắn rồi. Nhưng mà chỉ mỗi báo mới có thôi. Let go về luôn anh em ạ. Anh em này cái mũ của tôi chắc không có tiền cũng không mua được đâu anh em ạ. Anh em muốn cái mũ như tôi thì chắc phải bán mẹt, bán nhà lầu để mua được anh em nhá. Để cái đó gánh mất rồi. Mẹ gai. Mẹ chẳng rồi. Thôi đừng có để thế gãy mất cái đấy. Sao thế? Gãy anh gắn keo đó.
em đấy đâu mà đấy. Thôi gắn chỗ đấy đấy. Đặt cái ống kia vào đùi em mà. Đấy đấy. Nhưng mà em đặt cái ống rồi mà. Ừ. Đấy, cái đấy nó tụt ở trên này. Lắm che nhỉ. Phản ứng hóa học rồi hạt người rồi đấy nhỉ. Bạch 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 bạch. Xe này xuống gió không ghi được số nhỉ. Nóng nhà không ở những nơi nóng nhà nó đến cùng mà nó không xa ta lì như cái thằng xa ta lì nữa. Ui rắn quá à. đập luôn nó cắn cho nhắn đi đấy. Để sợ rắn rồi anh còn bảo em gì cầm. Chưa thấy con rắn được rồi, bảo rắn. Nó đớp cho cái thì mình đúng là đừng dẻo mày. Thường mày cầm con rắn chết còn nó sợ. Con đấy con ti.
Dân giáo làm gì đi lâu thế? Cái dốc luôn. Phi 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 luôn. Dốc luôn. Thẳng đến con đéo là nó phi được. Sao anh không đạp nó luôn? Đạp cái mẹ nào được? Không ảnh đâu để đạp nó. Không đạp. Chưa đạp, chưa đạp xong thì mẹ xe mình đã đập mẹ vào. Chơi gần như giông bão. Nguyên lịch sử xe Abelis kiểu làm con SH 350i lên đây kiểu rồi chơi đạp đi tín đạp lên đôi chỗ mà đi được sẽ đạp lên đôi dắt thường cũng không đạp được. Làm quả review đi con đường chất trời rơi quảng về căn riêng đoạn đấy review lên Facebook. Con đường lạnh như băng. Ai có những bàn tay đen xì mới có thể. Người ta hay vượt đồi leo gió để đi dạy học và ủng hộ cho các người dân vùng cao vùng xa, còn đây là leo đồi vượt núi để đi chơi. Nay đi chơi đúng không rồi? Không đi chơi là đi chơi đi quay bố mày vừa đi chơi không đi quay chơi rồi chơi bố mày vừa đây chơi chân cá đúng không? Ăn được không nhỉ? Đi về ăn cỏ trong cá thèm hết. Sau tôi là con máy xúc màu vàng, tên của nó là. Ôi nhìn view đẹp hết này. Anh bảo view đẹp đâu? Kìa, mày tảng đá cho con chó rồi. Nhìn như con đuôi ý. Như con đuôi ý. Đây có cái gì mà đẹp anh? U lại rắn đi rắn à? Ừ. Xuống xuống. Chui con đấy rồi. Chui rồi. Chui thẳng vào trong bụi cái luôn mày. Chui thẳng vào trong bụi này rồi. Rắn này nhanh nhỉ? Thế lúc kia em nghĩ không phải là rắn giáo đâu. Con rắn này dài nhưng con rắn này cứ hay gặp ấy. Rắn giáo gì mà trộm nhỏ. Con kia bự.
ngắn. Đấy chắc rắn chuột. Đấy sao lắm rắn nhỉ? Bọn em ra nói kiểu là lúc đi gặp rắn thì may, lúc về gặp rắn thì may ăn đòn. Về gặp hai đòn rắn một tí, mẹ ăn hai cái đòn rồi. Bố cho ăn, bố cho ăn, mẹ cho ăn. Hai cái đòn rồi. Ăn roi mây. Thế rắn ghế nhỉ. Người người ta đi bắt rắn như thế nào? Chịu, cây to phết nhỉ. Chạy bị cây cái gì đó và thằng con sỏi độ cái mũ này như kiểu người Thái buộc tóc lên rồi. Gà này thịt ngon. Tôi mình đợi cái này có khi đem bóng được luôn nha, mà đẻ con đố bây giờ đẻ được chưa, đố bây giờ đẻ con đất rồi đấy chịu. Đá chân đất theo. Đá chân đất được này không? Nhưng mà sức chân đi mấy cái gai thì ngứa đấy nhỉ. Đây này. Đi đây này. Ngứa ngứa. Ây. Vám tay chút em ơi. Đây đi về không. Dứa nó trong này nè. Đấy ê ê ê. Rồi ngứa nó. Gai cây cà. Anh trả lương vào mùng 2 rồi nhá. Vâng. Đói. Mới chạy là bên kia nó ào mưa luôn. Đó, mưa đây.
mưa bên kia. Chưa đến chỗ đấy nhưng mà mưa rồi. Đang đuổi về. Hôm qua mưa chả đuổi sau mình về. Tiếng có khi nếu mà cắt luôn tổ của anh có thể kiếm ra được 200.000 một tiếng ấy, bỏ ra là một tiếng này ngồi mà cắt như thế nào. Vào vào ra đi sút mẹ ra đi sút 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 vào kiểu bóng kịp sút đi em, thằng kia có áo giống tao đấy. Rút rút, mẹ đéo thấy con gôn đâu. À chơi bóng ma. Bóng mẹ, biết cái lỗi thì bóng mẹ. Cái này nhìn cái kia là idol này. Xem biết là nổi tiếng rồi. À, bên kia mưa ngộ luôn kìa. Đó, kìa. Đó. Kia cũng là mưa kìa. Đó. Kìa. Mưa lúc kia con thấy còn đồi bên kia nhá. Có ai đem rồi. Mưa đấy. Mưa lúc kia em còn thấy còn đồi bên kia. Thế chết quá ai cũng phải nhìn sống tình sống là mạnh lên mạnh lên hai ba nào hai ba nào lên 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 đổ xăng đi về sao kịp. Rất thì là rất bộ. Đến đi treo. Đang một nữa rồi. Hả? Đang một nữa đâu mà phải lo. Rất là rất bộ. Em người quay là không đau đầu. Hai mươi phút rồi. Thank you.
sát lở ta luy dương. Ta luy dương là cái gì? Đây có sạt lở đâu mà. Mà thích thì nó ghi này. Đây sạt lở đây này. Đây sạt lở đây này. Ừ chắc đây. Đây sạt lở chắc họ sạt lở họ múc đi. Múc đi đỡ sạt lở. Bao nhiêu cây đấy múc sạt lở. Trên con đường đi về nhà. Kia là cái gì đấy anh bảo? Chưa được đi bao giờ nhỉ? Chắc đây là chùa gì? Chùa lắm mẹ cao thế. Là chùa Yên Định chùa hay là như kiểu Sơn Công à? Đấy đi bộ chắc gọi là đền thờ Bác Hồ. Mình ở đây cũng gặp thiệt hại. Lên rồi.
đi chơi rồi. Tăng tôm cho mày này.
8. Mấy lộn đi từ trong kia về đây hết 40 phút kìa. Là thế. Cái gì nhỉ?
Vâng. Tôi đến đây kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại anh em.